Cô giáo hát là từ khóa liên tục xuất hiện từ các trang báo cho đến các trang mạng xã hội trong những ngày gần đây. Vậy câu chuyện từ đầu như thế nào? Cùng xem nhé! Chào mừng các bạn quay trở lại với Hit Her Drama. Vào cuối tháng 12 năm 2018, ông T, chồng cô H, có đệ đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo vợ đi cùng một nam học sinh lớp 10 ở chung một phòng tại khách sạn. Cùng với đơn tố giác thì clip bắt quả tang cô giáo cùng nam sinh trong nhà nghỉ cũng được người tố giác chuyển đến cho nhà trường. Ông T khẳng định, mặc dù cả hai vẫn mặc đồ bình thường, nhưng trong phòng của hai cô trò lại có cả bao cao su, áo ngực của vợ tôi vẫn còn trên giường chưa kịp mặc vào. Tôi đã quay clip lại và có rất nhiều bằng chứng về việc này. Ông T cho biết ông và cô H kết hôn và đã có một con trai gần 3 tuổi, sống khá hạnh phúc. Cô giáo H giảng dạy môn toán và về công tác tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tại thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận được 3 năm. Tuy nhiên, từ tháng 9 năm 2018 đến nay, cô H có nhiều dấu hiệu bất thường, đối xử lạnh nhạt với chồng và ít quan tâm đến gia đình. Theo ông T, qua theo dõi, ông phát hiện vợ ông có quan hệ với một nam sinh chưa đủ 16 tuổi. Nhưng vì muốn giữ thể diện cho vợ và muốn con có mẹ chăm sóc, ông T yêu cầu vợ chấm dứt ngay việc này, nhưng cô này vẫn không dừng lại. Ông cho biết mình đã theo dõi, chụp lại rất nhiều tin nhắn giữa vợ và học trò và đỉnh điểm là đến cuối tháng 12 năm 2018, ông cùng người thân đã bắt quả tang vợ và học trò trong một phòng khách sạn ở thị xã La Ghi. Sau khi bắt quả tang vụ việc trên thì ông đã liên hệ với gia đình nam sinh để hỏi về sự việc liên quan. Tiếp đó, người này còn yêu cầu lãnh đạo nhà trường nơi cô Hát làm việc làm rõ vấn đề. Ông T cho biết ông không hề muốn tố cáo vụ việc của vợ mình, nhưng do cô Hát hiện đã chủ động nộp đơn ly hôn và có nhiều lời nói không tốt với ông cho nên ông buộc phải làm như vậy. Riêng phụ huynh của nam sinh nói trên cũng đang rất bức xúc và yêu cầu làm rõ. Thời điểm hiện tại thì con trai của cô Hát đã được chồng cô là ông T đưa về nhà chăm sóc, còn bản thân cô thì về nhà mẹ ruột. Và hiện tại thì cô cũng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ cho công tác điều tra. Lãnh đạo nhà trường cho biết là vào tháng 1 năm 2019, mẹ của nam sinh lớp 10 sinh năm 2003 kể trên đã đến trường Trung học phổ thông nơi cô Hát công tác để phản ánh về việc cô giáo này có quan hệ không lành mạnh với con mình. Sau đó, hiệu trưởng nhà trường đã mời cô Hát cùng chồng và phụ huynh lên đối chất. Tại buổi làm việc này, cô Hát đã thừa nhận có nhắn tin qua lại quan tâm, có cùng nam học sinh này vào nhà trọ bị chồng phát hiện và đánh ghen. Sau đó, cô Hát đã làm bảng tường trình gửi đến nhà trường, đồng thời làm bảng cam kết gửi mẹ nam học sinh này và hứa là sẽ cắt đứt mọi quan hệ tình cảm đối với em. Nói về sự việc này thì luật sư Nguyễn Chí Đức thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM thể hiện quan điểm rằng nếu trường hợp cô giáo Hát có quan hệ với nam sinh dưới 16 tuổi thì chắc chắn đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên là để chứng minh tội danh thì không hề đơn giản nếu nữ giáo viên này không thừa nhận vì cần phải có bằng chứng cụ thể. Viện dẫn điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015, luật sư Đức cho rằng cô giáo Hát đã có dấu hiệu vi phạm tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi với khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù. Năm luật sư cho rằng tội danh trên là tính tới việc đồng thuận của cả hai trong trường hợp cả hai đồng thuận trong việc quan hệ tình dục. Trong trường hợp nạn nhân bị đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ thì cô giáo có thể vi phạm tội danh nặng hơn quy định tại điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 là hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Khi sự việc bị phát hiện, cô giáo H đã bị sốc và gặp vấn đề về tâm lý. Bà Nguyễn Thị Bích Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho hay, nhà trường và ngành giáo dục đang tạo điều kiện cho cô giáo Hát tĩnh tâm để kể lại sự việc. Về phía nam sinh lớp 10, theo tìm hiểu được biết hiện học sinh này vẫn đến trường bình thường. Nhà trường đã bố trí giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi việc học tập của học sinh này để nắm bắt tình hình và ổn định tâm lý cho em. Danh tính của cô giáo và cậu học sinh trong câu chuyện kể trên thì được cư dân mạng giáo diết truy lùng. Không ít những cái bình luận giải rác khắp các hội nhóm rồi các trang trên Facebook, rồi ghi ra nào là ảnh rồi hình cá nhân rồi trang cá nhân của cả hai người được cho là nhân vật chính trong câu chuyện kể trên. Và hệ quả là có những trang đi thu nhặt tất cả lại xong rồi xáo xáo về thành một cái bài viết không đúng sự thật, thậm chí còn tung ra cả những cái bằng chứng bằng những tin nhắn giả, thậm chí có cả video clip giả, mà những cái video clip thậm chí còn lấy từ trên những cái web đen. Thế là sao? Tức là lá cải, câu view rẻ tiền chứ còn gì nữa, đừng có tin. Hiện tại Facebook của cô giáo đã khóa, còn nam thanh niên xấu số bị bêu tên, bêu ảnh và bị khẳng định là nam chính thực chất lại chỉ là một học sinh bình thường của cô giáo này. Do có tấm hình đi ăn cùng bạn và cô giáo Hát nên đã bị quy chụp chính là nam sinh quan hệ tình cảm cùng cô giáo Hát. Hàng loạt tài khoản giả mạo được tạo ra cùng các nội dung post từ những năm trước. Tuy nhiên, nếu soi kỹ thì đều là các post được chỉnh lại để giả mạo và tung tin thất thiệt.
Trên Facebook của em học sinh này và bạn bè của em đã có nhiều bài đính chính và hết sức giải thích là mình không phải người trong ảnh và không liên quan đến sự việc. Tuy nhiên, các vị anh hùng bàn phím thì chẳng ai quan tâm và mặc sức vào chửi rủa. Nhiều người hiểu chuyện bày tỏ sự lo lắng bởi dưới áp lực của dư luận trong khi em còn nhỏ tuổi như vậy, rất dễ dẫn đến những hành vi dại dột. Theo VOV đưa tin cũng như nhiều bình luận của bạn bè, em học sinh trong sự việc kể trên có tên là NTA chứ không phải là em này. Mới đầu năm thôi mà ngành giáo dục đã có tận 2 cú sốc. Cú sốc đầu tiên là về cái câu chuyện mà thầy giáo sờ mông, sờ đùi 14 học sinh nữ và 1 học sinh nam. Rồi bây giờ lại đến câu chuyện là cô giáo có quan hệ tình cảm với nam sinh. Loạn thật rồi, thời thế loạn lạc quá rồi. Và một cái loạn nữa, các bạn biết là cái loạn gì không? Chính là cái loạn thông tin trên mạng internet. Không biết được đâu là đúng, đâu là sai. Có một đống rất nhiều mà nó đổ ụp vào trong đầu mình. Các bạn biết không? Cái gì mà nói nhiều nó thành sự thực ấy. Kể cả là nói sai, các thông tin sai mà được nhiều người nói thì mọi người sẽ tin đấy là thật. Đấy, đấy là một cái nguy hiểm. Vì thế nên là chúng ta hãy là một người tiếp nhận thông tin một cách thông thái các bạn nhé. Vụ việc này đến ngày hôm nay thì vẫn vô cùng thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến cho rất nhiều người không khỏi hoang mang và bất an về môi trường giáo dục liệu có trong sạch, nghiêm túc và đúng nghĩa như nó vốn nên thế hay không. Và video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên chia sẻ ý kiến cá nhân của mình phía bên dưới phần bình luận. Và đừng quên like, share, subscribe channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!